Alo, 1, 2, 3, 4. Xin chào tất cả các nhà đầu tư. Trong video ngày hôm nay, tôi tiếp tục làm về chủ đề về Evergrande. Thì video trước tôi làm về chủ đề Evergrande và VIX, những nét tương đồng. Ở video trước tôi đã nói lên những gì mà hai tập đoàn bên Trung Quốc và bên ta giống nhau. Còn trong video ngày hôm nay, tôi sẽ làm video nói về tương lai của Evergrande và dự báo ngành bất động sản sắp tới. Thì đầu tiên thì chúng ta phải xác định là chúng ta đứng ở trên vị trí nào. Thì khi chúng ta mua nhà hoặc đầu tư bất động sản thì chúng ta sẽ có ba vị thế. Một là chúng ta mua nhà để ở, hai là chúng ta mua nhà để dành cho con cái sau này hoặc là dưỡng già, ba là chúng ta mua nhà để đầu tư kinh doanh. Có thể là các bạn lướt sóng bất động sản, có thể là mua nhà cửa để đầu tư về nhà xưởng máy móc để các bạn sản xuất. Thì các bạn phải làm rõ cho mình là ở đây các bạn là đứng trên góc độ nào, để ở, để dành hay là để đầu tư kinh doanh. Thì mình ở đây mình làm video ở đây thì thường là theo quan điểm là để ở. Vậy thì tình hình của Evergrande như thế nào? Thì hiện tại thì Evergrande đang nợ 300 tỷ đô và hệ số nợ phải trả trên vốn sở hữu là 5,56 lần. Tức là bạn có một đồng vốn, đi vay đến 5,56 lần. Tức là tổng tài sản của bạn bây là 6,56. Cứ hình dung là bạn có 100 triệu, bây giờ bạn đi vay đến 556 triệu để bạn đi lướt sóng bất động sản. Cái thứ hai là trong tuần vừa rồi thì công ty đã không thể thanh toán được lãi suất trái phiếu. Tức là trong điều khoản của cái thanh toán lãi suất này thì nếu mà bên bên vay tiền bằng cái trái phiếu mà không trả được trong vòng 30 ngày thì công ty sẽ tuyên bố phá sản. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai và rơi vào thứ bảy. Vậy là chúng ta sẽ có một 28 hay 7 ngày nữa là liệu là công ty này nó có thanh toán đúng hạn cho các trái chủ hay không. Tình hình vĩ mô của Evergrande thì rất là xấu. Tức là tháng 8 năm 2020 thì là Trung Quốc đã đưa ra các công cụ để thắt chặt thị trường bất động sản. Và cái nỗi lo sợ là Evergrande nó phá sản thì nó sẽ làm hại tăng trưởng nền kinh tế này, chia tách chuỗi cung ứng và tàn phá nền kinh tế toàn cầu. Evergrande là doanh nghiệp bất động sản lớn thứ hai của Trung Quốc, mà cái ngành bất động sản ngành chiếm đến 29% GDP của Trung Quốc. Mặt khác thì Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, mà nó đống nợ của nó đống nợ 300 tỷ, nó có con số rất là lớn. Vậy người ta sẽ có cái câu hỏi nghi vấn là liệu có hay không là hiệu ứng đổ vỡ domino xảy ra. Thì đó là tình hình của Evergrande. Thì bây giờ chúng ta phân tích sâu hơn về cái mô hình kinh doanh của Evergrande. Thì theo tìm hiểu của mình thì nó kinh doanh theo mô hình là đẩy nhanh quick turnover. Tức là công ty này nó sẽ vay nợ nhiều, tăng trưởng là dựa trên vay nợ nhiều, mở rộng nhanh
Và khi mở rộng nhanh thì họ sẽ bán các dự án trong tương lai, tức là các dự án đang trên giấy hoặc là đang xây dựng dở dang, thì họ sử dụng, họ đưa ra một cái quyền chọn, tức là người mua nhà sẽ đặt cọc trước tiền này. Nếu mà trả tiền trước thì căn hộ sẽ rẻ, hoặc là các nhà đầu tư cho công ty vay tiền thì công ty sẽ trả lại cái lãi suất hoặc là cái căn nhà trong tương lai. Nói chung là họ sử dụng vào cái lời hứa trong tương lai để họ vay nợ rất là nhiều tiền. Thì cái căn hộ chưa hoàn thiện này thì cũng thể là cho người mua nhà, cho các ngân hàng, các công ty tài chính vay. Thì khi khi mà cái vòng quay đầu tiên về cái mua đất xây nhà bán cho người người tiêu dùng chơi hết thì họ là sang đến vòng quay thứ hai, thậm chí vòng quay thứ ba, thứ tư. Thế nên là đòn bẩy của họ rất là lớn. Đó là mô hình của Evergrande, tức là mô hình của họ là mô hình là cái tính chu kỳ nó chưa hoàn thiện thì họ đã mở ra một cái tính cái vòng lặp tiếp theo rồi. Và cái nguy hiểm ở cái mô hình này đó là khi mà các căn hộ chưa hoàn thiện mà gặp trục trặc gì đó, như trong thời buổi hiện nay thì do dịch Covid thì hoạt động xây dựng là bị đình trệ, hoạt động của người lao động cũng không sáng sủa hơn, và khi mà người lao động người ta không kiếm ra tiền thì họ cũng không có nhu cầu để mua một cái căn nhà mới. Để ngoài cái mục đích mà để ở là cái nhu cầu tối thiểu cơ bản thì họ sẽ không nghĩ đến các nhu cầu cao hơn, ví dụ nhu cầu về đầu tư kinh doanh hoặc là mua được cổ điện của để dành. Họ sẽ tập trung vào các đơn vị mua thiết yếu hơn, như ví dụ là thực phẩm, nên là thực phẩm này, trả tiền điện nước học hành các thứ. Thế nên là trong mùa dịch này thì căn hộ chưa hoàn thiện này vừa bị bên nhà nước người ta không cho xây dựng này, hai là nguồn nhu cầu vay người ta nhu cầu mua nhà nó thấp đi. Thế nên là sẽ là cái mô hình này nó bị chết ở chỗ là cái chỗ căn hộ chưa hoàn thiện này, vừa có yếu tố khách quan vừa có yếu tố chủ quan ở đây. Khách quan là do dịch, chủ quan là nhận tiền rồi nhưng mà không thể hoàn thành được. Đó là mô hình của Evergrande. Là các bạn cứ suy nghĩ một cách đơn giản này, nếu đứng trên góc độ một công ty, bây giờ bạn bạn muốn huy động tiền thì bạn vẽ một cái dự án là tôi muốn xây một cái căn hộ chung cư cao cấp này. Bây giờ là nếu ai mà mua cái căn hộ của tôi thì đặt cọc trước thì tôi sẽ giảm giá 30-50%, 30-50%. Thì sẽ đánh vào lòng tham của người mua nhà thì người ta sẽ nộp tiền cho các bạn. Ở đây trong trường hợp đó là bạn phải là nhà đầu tư uy tín thì sẽ là nộp tiền cho bạn. Thì bạn có cái số tiền đó. Bạn lại dùng số tiền đó bạn lại đầu tư vào cái dự án mới. Đó là cái điểm cốt yếu của tại sao Evergrande nó là nguy cơ là vậy, tại vì họ dùng cái đòn bẩy nó quá nhiều. Thì nói về sâu hơn về các công ty bất động sản thì chúng ta phải làm rõ về cái khái niệm về đầu ra đầu vào. Thì đầu vào của các công ty về bất động sản thì kéo là gồm có ngân hàng tổ chức tín dụng. Ở đây là họ sẽ đóng vai trò đó là cung cấp tiền cho công ty này, các công ty xây dựng này, cung cấp vật liệu xây dựng này, đợt thiết kế thi công các thứ, người mua trả trước. Thì đó là như ở Việt Nam thì các doanh nghiệp sẽ hạch toán, và ở đây là doanh thu trước. Đó là cũng là một cái nguồn tiền mà công ty huy động.
huy động của người mua trả trước này. Ở Việt Nam là người ta lạm dụng cái chỗ người mua trả trước này. Còn đầu ra của các cổng ra của công ty bất động sản thì bao gồm chuyển nhượng bất động sản, quản lý bất động sản và cho thuê. Thì mảng cho thuê bất động sản thì chúng ta sẽ chỉ thì nó sẽ gồm là cho thuê để làm văn phòng, cho thuê để phục vụ sản xuất, cho thuê để hoạt động dịch vụ. Thì thường hoạt động cho thuê này diễn ra ở các trung tâm lớn như như ở Việt Nam sẽ là Hà Nội và Hồ Chí Minh. Mà dịch Covid diễn ra thì các hoạt động về cho thuê để làm dịch vụ như là cửa hàng, quán cà phê, dạp chiếu phim vân vân thì là hầu như là đóng cửa trong vòng mấy tháng trở lại đây, không có nguồn nguồn cho thuê ở đây. Hay là cho thuê các khu công nghiệp, tức là cho thuê về đầu tư sản xuất kinh doanh. Thì cái này là mình cái này là bên phục vụ sản xuất thì mình không nói, tại vì còn dịch vụ quản lý bất động sản thì cái này nó cũng không tác động, cái này là nó liên quan chuyên sâu của bên bất động sản, mình không muốn nói đến. Còn bên chuyển nhượng bất động sản tức là xây và bán, tức là cái nguồn doanh thu chính ở đây, thì trong thời buổi dịch Covid này thì mọi người dân người ta đi ra đường là khó rồi, đi lại các tỉnh còn khó hơn, thì liệu lấy đâu ra cầu để mua bất động sản? Trong khi đó dịch diễn ra thì mọi người không làm ra được của cải vật chất. Đối với những các ngành nghề là chúng ta phải đi ra ngoài. Còn đối với các ngành mà liên quan đến chất xám hoặc khoa học công nghệ thì người ta liệu người ta có cần phải mua một cái bất động sản đắc địa mà khi đó người ta có thể ở nhà, ở quê người ta cũng có thể làm được. Đây là một câu hỏi rất lớn. Và qua cái đợt dịch này thì mình nghĩ sẽ có một cái xu hướng là mọi người sẽ định giá lại là chúng ta đầu tư bất động sản để làm gì. Như ví dụ như bên doanh nghiệp sản xuất thì ta phải cần có nhà xưởng, cần có nhà xưởng để người ta còn đầu tư máy móc, con người để người ta làm việc. Thì họ cần đến những cái nơi mà giao thông thuận lợi cho đi lại, cho vận chuyển hàng hóa. Còn những cái doanh nghiệp thương mại thì họ họ có bây giờ họ sẽ đặt những cái kho người ta ở khu vực ngoại thành, nó rất là rẻ. Sau rồi khi mà có đơn hàng, người ta sẽ vận chuyển từ kho của ngoại thành vào trong nội thành. Chứ bây giờ người ta thuê thuê một cái kho ở trong nội thành rất là đắt, người ta cũng không. Còn đối với các tầng lớp, về tầng lớp về như như kiểu VinGroup thì sẽ là các doanh nghiệp hoặc là các người mua nhà chung chung và cao cấp, thì những dịch này thì ai ai cũng bị dính cả, ai cũng giảm giảm thu nhập của mình cho phần trăm hết, thì nhu cầu ở đây là giảm rất là nhiều. Thì ngay bài bản cho thuê, quản lý bất động sản và chuyển nhượng bất động sản giảm đi rất là nhiều. Cái này cần phải có một số liệu tính toán cụ thể thì mới biết được nó là tác động nó như thế nào. Có thể là các bạn có thể là tham khảo một cái kênh là kênh lãi suất trái phiếu. Thì khi một công ty mà huy động lãi suất trái phiếu cao ấy, trên tầm 10 trên 10% ấy, thì chứng tỏ là cái hệ số cái rủi ro của nó rất lớn rồi. Người ta không thể vay được ngân hàng tiền, người ta bắt buộc người ta phải phát hành trái phiếu là cái phát hành trái phiếu rồi. Mà đã phát hành trái phiếu đến tức mức đến 12-15% là các
Và trong khi đó ROE của các doanh nghiệp thì rơi vào tầm 10 đến 15%. Liệu liệu rằng vay vay được tiền, liệu có đủ để trả lãi cho các trái chủ các khoản vay khác hay không? Đó là một câu hỏi nữa. Người ta chỉ có nhu cầu vay tiền khi mà người ta tính toán là người ta có thể thu được lợi nhuận lớn hơn thì người ta vay tiền. Còn khi mà vay tiền mà người ta không chắc chắn là cái lợi nhuận có đạt hay không thì đó là ngang với chúng ta đi đánh bạc. Mà khi 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 mà quy mô càng lớn thì người ta tính cờ bạc người ta sẽ càng ít đi. Thì bây giờ chúng ta nhìn đến góc độ của ông nhà nước. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi từ hai ý, đó là nếu có một mảnh đất trống không ai sở hữu thì cái mảnh đất đó sẽ không tạo ra thu nhập cho ông chính quyền ở cái địa địa phương đó. Giống như Hà Nội, ví dụ như cái mảnh đất nông nghiệp nào mà không ai canh tác thì ông nhà nước ông ấy cũng không thu được bất kỳ một đồng thuế nào. Nhưng mà khi mà cái mảnh đất đó có người ở, có người xây nhà, có căn hộ. Ở đây mình sẽ nói về cái mảnh đất mà được công ty bất động sản người ta được công ty bất động sản người ta xây lên. Thì người mua nhà người ta muốn có căn hộ đó, người ta phải trả tiền cho công ty bất động sản. Và công ty bất động sản thu được tiền thì công ty bất động sản phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp cho chính quyền địa phương này, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên môi trường, thuế giá trị gia tăng. Nói chung là rất nhiều các loại thuế cho ông chính quyền địa phương. Đó về góc độ về công ty bất động sản. Còn người mua nhà thì hiển nhiên người ta sẽ phải chịu chịu tiền thuế thuê đất. Nếu mà ở nông thôn thì có cái cụm từ là tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Còn ở thành thị thì có sổ đỏ, sổ hồng này, thì một năm các bạn đóng bao nhiêu tiền thuế đấy. Mình thì mình không không làm trong lĩnh vực về bất động sản, mình cũng không nắm rõ được chi tiết là các tiền thuế gì. Nhưng mà cứ theo nguyên tắc là có phát sinh giao dịch tiền là các bạn phải đóng thuế cho nhà nước. Đó. Mảnh đất trống thì không có tiền. Nhưng mà cứ có người sở hữu hoặc là xây cái gì lên là chính quyền địa phương là thu được tiền. Mà ở những cái nước mà thu nhập thấp thì nguồn thu chính của ông chính quyền địa phương đó đó là tiền thuê đất và thuế đối với các công ty bất động sản. Ở ở Trung Quốc thì lĩnh vực bất động sản chiếm đến 29%. Đó là một con số rất là lớn đối với các ngân sách của các tỉnh. Ở Việt Nam thì có công ty Đại Nam đợt vừa rồi cũng thông báo là 2 năm họ đã nộp một mấy nghìn tiền 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 thuế sử dụng đất. Trong khi đó nếu mà không có ông Dũng bà Hằng người ta xây lên cái khu du lịch Đại Nam hoặc là các khu sóng thần 1, sóng thần 2, sóng 3 thì chính quyền địa phương nó không có một nguồn thu thuế nào ở mảnh đất đó, đất để không. Đó là sự khác biệt là tại sao là bất động sản là cái bất động đó là lý do tại sao là ông chính quyền địa phương ông ấy rất thích bất động sản vì nó là nguồn thu rất là lớn đối với ngân sách cả nước, không thể bỏ qua được. Vậy từ các ý đó này, từ góc độ là bạn ở đây là bạn để ở, để dành hay đầu tư kinh doanh này, tình hình của Evergen này, mô hình của thằng Evergen này, đầu ra đầu vào của công ty bất động sản này, thu nhập từ bất động sản dưới góc nhìn của ông nhà nước này, thì
chúng ta đi đến kết luận là liệu Evergrande có được cứu hay không. Nếu mà chính quyền trung ương Trung Quốc cứu thì liệu là chính quyền có đủ nguồn lực để cứu được các công ty bất động sản khác hay không? Và rõ ràng điều này là không. Một ông Evergrande 300 tỷ là quá nặng. Liệu bỏ bỏ ra ít tiền để cứu vãn cái tiền thuế kia hay không? Cái thứ ba là cái là liên quan mục đích chính trị, là nếu ông nhà nước ông ấy chi phối được thị trường thì ông ấy sẽ càng duy trì được cái sức mạnh của mình. Đó là vấn đề về cứu. Còn vấn đề về không cứu thì rất lo ngại, tại vì nền kinh tế tập trung rất nhiều phần lớn nguồn lực vào bất động sản, thì khi mà bất động sản đổ vỡ, giá nhà đi xuống, người lao động thì thất nghiệp, người nghèo thì có một nhà ở, bất bình đẳng xã hội dâng lên, biểu tình phản đối chán loạn lên, thì chính quyền trung ương lại phải vất vả để giữ gìn an ninh trật tự. Còn nếu mà không cứu thì sẽ mất mất khoản thuế liên quan đến bất động sản khá là nhiều. Dù là chính quyền có cứu hay không cứu thì cái mô hình phát triển dựa trên đầu tư tài sản cố định lớn, dụng nợ của Trung Quốc sẽ không còn phù hợp nữa. Và các ngành nghề khác sẽ có cơ hội phát triển hơn. Ví dụ như thương mại điện tử Alibaba, hoặc là các ngành về Huawei chẳng hạn, ngành về điện thoại này, hoặc là đầu tư mạnh về các ngành về trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, các ngành kỹ thuật cao. Khi một cái ngành nó đi xuống thì sẽ có các ngành khác là có cơ hội phát triển. Thì đó, thì ở đây thì Evergrande đại cho ngành bất sản đi xuống thì sẽ có các ngành khác phù hợp hơn. Và tại thời điểm mà mình làm video này thì mình có đọc báo thì mình biết thêm là chính quyền trung ương Trung Quốc đã yêu cầu các tỉnh mà có các chi nhánh Evergrande này xây dựng kịch bản là nếu mà Evergrande đổ vỡ thì chính quyền tỉnh các tỉnh nó sẽ giải quyết như thế nào. Thì ở đây cũng đánh lên một cái tín hiệu là chính phủ trung ương Trung Quốc sẵn sàng để cho Evergrande phá sản. Và cái đối tượng mà chính quyền trung ương Trung Quốc hướng tới đó là người dân, người mua nhà của Evergrande. Họ sẽ để cho doanh nghiệp chết, nhưng mà người dân của họ không chết. Tức là Evergrande giống như một một cơ thể con người đấy. Thì bây giờ ông chết đi, nhưng mà các bộ phận cái tay của ông có thể làm được cái nọ, cái chân ông làm được cái kia, cái đầu ông có thể là làm cho nghiên cứu. Các bất động sản, các nhà ở các tỉnh thì sẽ lại ở các tỉnh nào thì các tỉnh đó sẽ sử dụng quyền lực chính trị để người ta tác động vào, để người ta đòi hỏi quyền lợi cho người dân. Và khi đó thì xã hội coi Evergrande phá sản như là một cái rủi ro kinh doanh thông thường, làm ăn làm được thì ăn mà nổ thì chịu, không chứ không không cái kiểu là cái kiểu nãy thì mình ăn mà nổ thì xã hội gánh vác, đó là điều không thể. Mình nghĩ là cách đánh tín hiệu của Trung Quốc hiện tại, mình nghĩ là nó là sẽ là cách hướng tới, đó là không cứu mà chỉ cứu cái tầng lớp số đông người dân, còn để kệ cho doanh nghiệp chết, còn tài sản thì sẽ để cho các chính quyền địa phương
xử lý. Còn đối với bất động sản Việt Nam thì nó sẽ đi theo cái con đường gần giống như bất động sản của bên Trung Quốc, nhưng mà bên Trung Quốc người ta đi trước, người ta đổ vốn trước, người ta đi trước và người ta đổ vốn trước, thì bên Việt Nam mình sẽ học được tập hợp các kinh nghiệm của bên Trung Quốc để xử lý cái khủng hoảng, nó sẽ hiệu quả hơn so với Trung Quốc xử lý như hiện tại. Giống như ngày xưa thì chúng ta phụ thuộc rất nhiều vào hàng hóa xuất khẩu bên Trung Quốc. Khi mà Trung Quốc người ta đóng cửa phát, nền kinh tế Việt Nam bị bóp ngang. Từ những cái khủng hoảng như vậy, người Việt Nam, người ta chính quyền Việt Nam là nhận ra được cách tối ưu là chơi với các đa dạng hóa các bạn bè trên quốc tế như là Mỹ, châu Âu các thứ, thì nếu mà một thị trường này sập, thị trường kia sập. Đó đó là những cái gì đó, đó là chúng ta phải học tập các kinh nghiệm, những thất bại của những người đi trước. Ở đây đó là Evergrande đi trước, họ gần đến mức phá sản. Ông chính quyền ông ấy mặc kệ. Thì Việt Nam mình nó sẽ là nó cái bài học nó phản ánh cho chúng ta, phản ánh cho các ông chủ về bên Việt Nam là thôi đừng có vay nợ ít thôi, đòn bẩy nó vừa phải thôi, đầu tư kinh doanh bền vững thôi, để cho nó qua cái chu kỳ khó khăn này đi, hoặc là có thể đầu tư vào các ngành có tính doanh thu bền vững hơn như việc ngành thực phẩm hoặc là thương mại điện tử các thứ vân vân. Đó là những gì mình nói, đó là Evergrande theo như hiện tại là xác suất đổ vốn là cao, và Việt Nam sẽ học được các bài học từ bên Trung Quốc. Đó là những gì mình muốn chia sẻ cho các bạn. Video của mình thì cũng làm cũng khá là ngắn, mà chủ đề thì khá là vĩ mô, thì mình không thể tránh được các thiếu sót về khả năng truyền tải giống như là các kiến thức bản thân để diễn giải ra, thì mình rất hy vọng là nhận được các bình luận góp ý của các bạn để mình phản hồi cũng như là mình hoàn thiện hơn về các kiến thức sau này. Thân ái chào tạm biệt các bạn.